Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Điện Mạnh Phát. Rất là nhiều các bác, cô chú, anh chị nhắn tin và alo cho Mạnh Phát và bảo là có một phiên bản xe ba bánh nào mà mức giá nó hợp lý nhưng mà phải đi xa. Bởi vì là các bác, các cô chú ở trong miền trong ấy, đặc biệt là miền Nam hoặc là Hồ Chí Minh ấy, thì mọi người phải đi bán vé số và cần phải đi lại rất là nhiều. Thậm chí là có những bác mua chiếc xe này ấy, để đi về quê luôn, mà quê cách nhà khoảng 5-60 cây, thậm chí là hơn. Thì ngày hôm nay Mạnh Phát để giới thiệu cho mọi người một trong những phiên bản xe điện ba bánh như vậy, vừa đa năng, vừa tiện lợi và có khả năng di chuyển tốc độ tối đa lên đến là gần 40 cây một giờ và quãng đường di chuyển đạt 70 đến 80 cây một lần sạc, quãng đường tiêu chuẩn nhá. Như vậy thì chúng ta đi với những quãng đường về quê khoảng 60 cây thì chiếc xe vẫn đạt được yêu cầu nhá. Và đây chính là phiên bản Cute 08 của bản nâng cấp của năm 2024, khi mà được trang bị 5 bình ắc quy 60V. Và 5 bình ắc quy thì chắc chắn rồi, nó sẽ nâng cao quãng đường của chúng ta lên mà tốc độ nữa. Dòng xe Cute 08 này thì các bác mà đã theo dõi Mạnh Phát thì các bác biết quá nhiều rồi đúng không ạ? Chiếc xe này là một trong những cái mẫu xe được trang bị bánh 300-10, lốp không xăm, nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Xích Long và thương hiệu là Cute 08 do Mạnh Phát phân phối độc quyền tại Việt Nam. Xe thì có 3 chỗ ngồi. Đây, có thể chở được 2 người lớn, 1 trẻ em hoặc là 1 người lớn, 3 trẻ em. Xe ngồi rộng rãi, chắc chắn. Bánh xe đây, mọi người nhìn này. Bánh xe được trang bị là bánh vành đa chấu phay CNC. Đấy, lốp là lốp 300-10, lốp không xăm. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Đấy, thông số kỹ thuật của xe rất là đầy đủ. Đấy, thương hiệu dập nổi, chi tiết và sắc nét nhá. Đây mọi người nhìn này. Vai càng trước của nó là giảm xóc dầu. Đây, giảm xóc dầu. Đấy, đây là sổ bảo hành đến từ nhà máy này, hay là biển các thứ đầy đủ, giấy tờ nhập khẩu các thứ chi tiết rõ ràng. Đây, mọi người nhìn ở gương mặt đại diện đầy đủ luôn. Ra cho mọi người nhìn. Rất là chi tiết và rất là sắc nét nhé. Đến Sen Xích Long đây, Mạnh Phát hay gọi là nhà máy Xích Long để cho mọi người dễ hình dung. Đấy, yên xe cũng dập nổi, logo và thương hiệu của nhà máy đầy đủ. Đấy, yên xe này mọi người nhìn này, da ghế bằng da nâu này, yên rất là xịn. Đây, lõm vào này, ấn vào này, nảy lên ngay, chắc chắn. Và chiếc xe này mặc dù có mức giá rất là tốt nhưng mà lại rất là hiện đại nhé. Toàn bộ hệ thống lốp của xe sẽ được báo trên mặt đồng hồ điện tử, nên là mọi người có đi sửa xe hay đi đâu đó thì mọi người không bao giờ lo bị lừa, bởi vì là lỗi tay ga, lỗi động cơ, lỗi bộ điều khiển hay lỗi hệ thống điện nó đều được báo sẵn trên mặt đồng hồ ấy luôn. Mà mọi người chỉ cần chụp ảnh mặt đồng hồ cho Mạnh Phát luôn, Mạnh Phát sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn và gửi linh kiện chính xác tuyệt đối luôn. Đây, đây Mạnh Phát sẽ thu về trạng thái một ghế để giới thiệu cho mọi người cho nó dễ dàng nhé. Trời đang hơi mưa lất phất, vẫn tranh thủ mang xe ra để giới thiệu cho mọi người, bởi vì bây giờ cũng gần Tết rồi, mọi người rất là cần để mua một chiếc xe. Và khi mà có một sản phẩm mới up lên một cái level mới thì Mạnh Phát phải quay video và giới thiệu cho mọi người luôn. Đây, đằng sau xe thì có một chiếc cốp, và trong chiếc cốp chúng ta sẽ có giấy tờ nhập khẩu chính hãng của xe luôn, có hình ảnh xe được in lên như này luôn. Đấy, xe nào thì có hình ảnh xe đó, giấy tờ nhập khẩu đầy đủ, chi tiết và rất là sắc nét nhá. Xe thì đi kèm cả gương sạc mua hiểm. Và đối với những dòng xe này thì năm nay thì Mạnh Phát sẽ tặng cho mọi người một cố lịch Tết rất là ý nghĩa. Đây, xe được trang bị là 4 giảm sóc, 2 giảm sóc trước và 2 giảm sóc sau nhá. Đấy, xe thì chắc chắn rồi, là một chiếc xe ba bánh thì chúng ta phải có cầu vi sai này. Đấy, Mạnh Phát sẽ test cho mọi người luôn. Đây, kênh một bánh lên, ga lên, một bánh chạy, một bánh không, là chúng ta đang có cầu vi sai, đúng chưa ạ? Xe thì có cả remote điều khiển từ xa, bật xe không cần chìa này. Và đối với dòng xe ba bánh thì chúng ta sẽ có 2 phanh tay, 1 phanh chân nhá. Các bác mà có bị tai biến ở bên phải thì Mạnh Phát chuyển tay ga vào chân phanh sang bên trái hoàn toàn miễn phí cho mọi người nhé. Khi mà trải nghiệm con xe này bản 5 bình thì chúng ta sẽ có một cảm giác là nó bốc hơn. Nó bốc hơn nhá mọi người nhá. Và ở Việt Nam mình thì trang bị bánh 300-10 này này, đi nó cũng sẽ thoáng xe hơn đấy. Cảm giác ngồi nó bay cao hơn, bay xe hơn nhá. Đấy. Trang bị 5 bình thì xe cảm giác là bốc hơn, nặng hơn, nó sẽ đầm hơn nhá. 5 bình mà nó sẽ thêm khoảng 7kg nữa, xấp xỉ 7 cân nữa vào trong trọng tâm của xe, nên là chúng ta ngồi lên xe nó có cảm giác nó đầm hơn đấy ạ. Phiên bản này thì đang có màu xám nhá. Màu này là cũng là màu bán chạy nhất. Thì xe thì có số tiến, số lùi thì chắc là các bác biết rồi đúng không ạ? Sản phẩm này thì có mặt sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn, thì mọi người có thể qua trực tiếp cơ sở của Mạnh Phát tại Hà Nội cũng như Sài Gòn để trải nghiệm, đi thử và mua xe nhá. Đối với dòng Cute 08 này là một trong những cái mẫu best seller của xe Mạnh Phát, khi mà cái giá của nó cực kỳ ưu đãi và chất lượng nó mang lại thì vượt trội, nó ngang ngửa với những cái mẫu xe cao cấp trên thị trường do các đơn vị không chuyên họ đang phân phối nhá. Còn Mạnh Phát thì là đơn vị chuyên rồi, thì cái đấy thì không cần phải nói rồi đúng không ạ? Các bác, cô chú, anh chị thì mọi người xem video của Mạnh Phát mọi người biết rồi. Đấy, với Mạnh Phát thì luôn luôn có những cái phương châm làm việc rất là riêng biệt, và nó làm nên cái thương hiệu của xe Mạnh Phát. Thứ nhất là mang đến một chiếc xe chất lượng nó phải tốt, nhưng mà giá cả bao giờ nó ưu đãi. Bởi vì Mạnh Phát là một đơn vị lớn, nhập khẩu trực tiếp cũng như là bán với số lượng lớn thì bao giờ cái giá thành nó ưu đãi hơn. Và quan trọng nhất là với phương châm làm việc của Mạnh Phát thì lúc nào cũng phải lắng nghe các bác, xem các bác cần gì, các bác muốn gì ở một chiếc xe điện ba bánh, thì Mạnh Phát cố gắng
đáp ứng cái điều đó để các bác chọn được chiếc xe nó phải ưng ý, phải phù hợp với nhu cầu sử dụng. Và với rất là nhiều các bác yêu cầu là một chiếc xe với mức giá phù hợp nhưng phải đi được xa, thì Mạnh Phát đã up cái phiên bản 2008 này lên bản 5 bình để cho mọi người có thêm sự lựa chọn cho riêng mình. Những bác cần đi xa mà điều kiện kinh tế không cho phép thì đây là một sự lựa chọn Mạnh Phát nghĩ là rất là ok, khi mà cái giá 15.500.000 thì chúng ta thậm chí còn chưa chắc đã mua được một chiếc xe máy điện 2 bánh đủ tốt để dùng, thì chúng ta đã mua được một chiếc xe điện 3 bánh rồi. Đấy, và có cả số tiến số lùi, phanh tay phanh chân đầy đủ, và quan trọng nhất là chúng ta đi sẽ không ngã được, rất là an toàn đúng không ạ? Chúng ta có thể là đi lại, các bác khi mà ngại đi xe 2 bánh thì đi xe 3 bánh này, hay là đưa đón trẻ con đi học, thì đây là một trong những sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp đúng không ạ? Thì các bác hay cô chú anh chị mà có nhu cầu về sản phẩm xe điện 3 bánh nhá, tất cả các sản phẩm Mạnh Phát có rất là nhiều các mẫu đa dạng, trải dài từ 14.900.000 đến 25.000.000, thì mọi người nhấc máy lên và alo cho xe điện Mạnh Phát qua số điện thoại là 0866 903 993 hoặc là 0358 993 993. Xin chào và hẹn gặp lại.